Xin kính chào quý vị và các bạn, xin chúc cả nhà một ngày mới bình an hạnh phúc. Hôm nay mình tiếp tục cập nhật những cái tin tức là nhiều tiểu bang có những cái hỗ trợ cho low income từ 850 đồng cho đến 4.000 và nộp đơn nhanh, dễ như thế nào. Quy tắc 5 năm đối với an sinh xã hội là gì? Tiểu bang nào cho thêm tiền đi SNAP vào tháng 9 2023 này? 5 mặt hàng thực phẩm chuyên gia không bao giờ mua ở các cửa tiệm tạp hóa. Nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích, vui lòng đăng ký, subscribe, like và share video nha. Đây là trên trang chính thức của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Cơn bão Idalia đã đổ bộ vào Florida ngày 28 tháng 8 2023 và vào ngày 3 tháng 9 2023, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA đã phê chuẩn cho Florida hỗ trợ nhanh khẩn cấp tiền đi SNAP, tức là tiền hỗ trợ lương thực thực phẩm sau thiên tai cho cư dân ở Florida. Miễn trừ quy định thêm 14 quận hạt để nhiều cư dân ở Florida được nhận thêm hỗ trợ. Đi SNAP, chương trình hỗ trợ thêm food stamp sau thiên tai xảy ra, những điều cần biết về việc nhận thêm hỗ trợ này. Theo bài báo Forbes ngày 5 tháng 9, 2023, sau cơn bão đi qua tại Florida, ngoài bãi bỏ những hạn chế việc dùng thẻ EBT SNAP để mua thức ăn nóng. Với tình trạng hiện tại sau cơn bão thì hiện giờ 23 quận hạt ở Florida có thể dùng thẻ EBT để mua thức ăn nóng mà không bị giới hạn về những quy định như trước đây. Bên cạnh đó, việc phân bổ hỗ trợ EBT bình thường hàng tháng cũng sẽ được tiến hành sớm hơn bình thường. Ngoài ra, Florida đã được Bộ Nông nghiệp phê chuẩn cung cấp thêm phần hỗ trợ thực phẩm thiên tai gọi là DSNAP cho tất cả những cư dân ở 46 quận hạt tại Florida, ngay cả những người mà trước đây không đủ điều kiện để nhận hỗ trợ food stamp NAP bình thường, thì nay sau thiên tai, những hộ gia đình này cũng sẽ được hỗ trợ. Tất cả những người đang nhận hỗ trợ food stamp SNAP hàng tháng sẽ tự động được nhận thêm những khoản hỗ trợ đi SNAP này vào cái thẻ EBT của mình. Còn những người trước đây không đủ tiêu chuẩn để nhận hỗ trợ food stamp hàng tháng bình thường thì nay có thể liên lạc với những cái số điện thoại sau đây để mình xin nộp đơn cho cái phần hỗ trợ đi SNAP, là phần hỗ trợ lương thực thực phẩm sau thiên tai. Đây là những số điện thoại quý vị có thể gọi những số điện thoại này. Với những số điện thoại này, quý vị cũng có thể liên lạc để xin hỗ trợ về sửa chữa nhà cửa hoặc là ga điện nước, tất cả những cái chi phí mà bị thiên tai lũ lụt nó gây ra. Connecticut có chương trình hỗ trợ tiền ga điện nước cho những gia đình low income có con nhỏ dưới 6 tuổi hoặc có người cao niên trong gia đình trên 60 tuổi hoặc từ 18 tuổi trở lên mà có bệnh tật thì sẽ được hỗ trợ cái chương trình này. Chương trình của 2023 và 2024, số tiền sẽ được nhận được là từ 300 cho đến 600 tùy theo cái tình trạng và số người trong gia đình. Để apply cái chương trình này thì quý vị hãy vào cái đường link ở dưới này nha, www.city.gov, vào Get Start ở đây để mình xin nộp đơn. Là cái bảng thu nhập quy định của Connecticut. Low income ở những cái mức như sau: nếu như một người cái thu nhập phải là 41.553 đồng một năm thì mới gọi là low income ở Connecticut, và hai người thì thu nhập phải là dưới 54.338 đồng, ba người thì thu nhập phải dưới 67.124 đồng, và lần lượt cho đến 8 người, và mình phải có số social để mình nộp đơn, có những cái copy của tiền ga, tiền điện, tiền nước. Cái bảng thu nhập nộp đơn như thế nào thì nó có những cách nộp đơn như sau. Thứ nhất là quý vị có thể nộp đơn online, nộp đơn qua điện thoại, hoặc là mình có thể click vào đây để mình download cái form xuống và mình nộp đơn và mình gửi qua email. Cuối cùng là mình có thể download cái form, mình điền form và mình gửi thư đến cái địa chỉ ở dưới này. Hoặc là quý vị cũng có thể click vào đây để xin một cái hẹn để mình đến nơi mình apply tại văn phòng. Thì đó là về Connecticut. Nếu quý vị muốn điền đơn thì quý vị hãy portal.city.gov, thì có một cái đơn để quý vị click vào đây, quý vị điền. Sau khi mình điền hết cái đơn này, và quý vị sẽ in ra và gửi về những cái địa chỉ này.
1 tây tháng 11 2023 là đợt phát ra tiền đầu tiên cho những người đã nộp đơn xin hỗ trợ. Và cái deadline để mà mình xin những cái tiền này đó là ngày 1 tháng 4 2024. Michigan thì cũng có cái chương trình để cho quý vị nộp đơn xin hỗ trợ tiền ga điện nước, và cái hạn chót để mình nộp đơn đó là vào ngày 30 tháng 9 2023 và quý vị phải nộp những cái đơn gọi là đơn MI-1040CR7. Chương trình ở Michigan đã sẽ hỗ trợ cho những hộ gia đình low income những số tiền là từ 450 đồng, 850 đồng hoặc lên đến 4.000 để cho mình sửa chữa thay thế những cái thiết bị liên quan đến năng lượng. Điều kiện là phải là low income 200% mức nghèo liên bang, có nhà hoặc thuê nhà đều được hỗ trợ, phải sống 1 năm tại cái địa chỉ mà mình xin hỗ trợ. Quý vị sẽ in cái mẫu đơn này ra và gửi về địa chỉ Michigan Department MI48956. Đây là cái trang chính thức của Sở Thuế Michigan hỗ trợ cho mình tiền ga điện nước từ 450 đồng lên đến 850 đồng. Và 4.000 một lần một. Có hai cách apply. Mình có thể in cái form này ra apply, hoặc là mình có thể apply online. Cái bảng thu nhập đủ điều kiện một người trong gia đình á, thì cái thu nhập phải là 14.957 đồng. Gia đình 2 người thì thu nhập 20.157 đồng. 3 người cái thu nhập phải là 25.537 đồng thì mới đủ điều kiện. Và tiếp theo nó sẽ làm 6 người ở dưới này. Cái đơn này gọi là MI-1040CR7. Quý vị sẽ in cái form này ra, cái đơn này ra và điền tất cả những cái đơn này. Sau khi quý vị điền hết những cái đơn này, quý vị sẽ gửi về địa chỉ ở dưới này nha. Đó là địa chỉ Michigan Department MI-48956. Và quý vị phải gửi cái thơ này, cái đơn này trước ngày 30 tháng 9 2023 thì những cái số tiền hỗ trợ này mới về đến gia đình của mình được. Còn sau ngày 30 tháng 9 2023 thì họ không nhận cái đơn nữa. Texas thì có chương trình hỗ trợ tiền điện, tiền nước cho những gia đình low income. Thì cái chương trình này hiện giờ họ đã kéo dài ra cho đến thời hạn là 31 tháng 12 2023. Và cái chương trình này nó sẽ hỗ trợ, nếu mà về tiền nước thì họ sẽ hỗ trợ cho những gia đình low income lên 3 tháng, mỗi tháng 85 đồng. Tức là tổng cộng số tiền về tiền nước là 225 đồng. Về tiền điện thì họ sẽ hỗ trợ từ tháng Giêng 2023 cho đến tháng 9 2023 mỗi tháng 85 đồng. Tổng cộng là sẽ 765 đồng cho tiền điện. Vì thế cho nên nếu như quý vị ở tiểu bang Texas mà chưa có nộp cái chương trình này thì hãy nộp đơn từ đây cho đến ngày 31 tháng 12 cho 3 tháng tiền nước nữa là mình có gần 1.000 đồng tiền hỗ trợ của Texas. Cái số tiền này quý vị phải nộp đơn trước ngày 31 tháng 12 2023 thì quý vị mới được nhận những cái số tiền này. Quý vị hãy gọi số điện thoại sau đây để xin nộp đơn, bởi vì chương trình này họ có rất nhiều thứ tiếng, có tiếng Việt để giúp đỡ cho mọi người có thể nộp đơn qua phone bằng số điện thoại 1-855-566-2057 từ thứ 2 đến thứ 6, 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều để xin nộp đơn online, nộp đơn qua phone cũng được. Rất là tiện lợi bởi vì có tiếng Việt giúp đỡ. Trên bài báo NAS.com ngày 6 tháng 9 2023, quy tắc 5 năm đối với an sinh xã hội là gì? Cần biết để không vi phạm những yêu cầu này. Đây là tiêu đề của bài báo nha. Hơn 71 triệu người Mỹ nhận được khoản thanh toán hàng tháng từ cơ quan an sinh xã hội SSA. Cơ quan này được thành lập vào năm 1935, quản lý một số những chương trình phúc lợi chung, trong đó hai chương trình an sinh xã hội và bảo hiểm tàn tật an sinh xã hội SSDI đối với những người đã được yêu cầu hỗ trợ tiền bệnh tật SSDI tại một thời điểm nào đó. Có một số quy tắc nhất định mà họ cần phải biết, bắt đầu nộp đơn xin những số tiền này để không bị phạt về sau. Đó là những quy tắc gì? Gọi là quy tắc 5 năm. Vậy thì quy tắc 5 năm là quy tắc gì? Đối với những người lao động đã đóng tiền an sinh xã hội nhưng bị tàn tật trước tuổi về hưu, có đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn để nộp đơn yêu cầu SSA nhận tiền SSDI. Tuy nhiên,
phải đáp ứng một số những yêu cầu đủ điều kiện nhất định. Để đủ điều kiện nhận trợ cấp SSDI, một cá nhân phải đáp ứng các tiêu chí về y tế và tình trạng khuyết tật, bệnh tật, nghĩa là có một tình trạng bệnh dự kiến sẽ kéo dài tối thiểu ít nhất là 1 năm. Yêu cầu này cũng tương tự đối với những chương trình khác. Người nộp đơn phải làm việc đủ thời gian và nộp đủ thuế an sinh xã hội. Thời hạn 5 năm, ở dưới này nó có ghi rõ cho mình nha. Thời hạn 5 năm áp dụng cho những người trên 31 tuổi và yêu cầu họ phải làm việc ít nhất 5 năm trong 10 năm. Một lần nữa là yêu cầu họ phải làm việc ít nhất 5 trong 10 năm trước khi phát triển tình trạng khuyết tật, bệnh tật. Những người đủ điều kiện và không thể làm việc trở lại sẽ được nhận những khoản hỗ trợ SSDI. Đối với những người ít nhất phải là 31 tuổi và họ phải làm việc 5 năm, người được nhận tiền SSDI trung bình nhận được bao nhiêu? Vào tháng 7 năm 2023, gần 8,7 triệu người đang nhận hỗ trợ trợ cấp tiền bệnh tật SSDI, phần lớn trong đó gần 7,5 triệu người là công nhân khuyết tật, bệnh tật. Những người nhận còn lại là vợ hoặc chồng hoặc con cái của những người lao động khuyết tật đó. Phúc lợi trung bình dành cho một người lao động khuyết tật là 1.487 đô, thấp hơn 350 đô so với tiền phúc lợi trung bình dành cho người lao động đã nghỉ hưu nhận an sinh xã hội. Trên bài báo NAS.com, bài báo về sức khỏe có ghi 5 mặt hàng thực phẩm mà chuyên gia dinh dưỡng sẽ không bao giờ mua ở những cửa tiệm tạp hóa. Đó là 5 loại thực phẩm nào và tại sao chuyên gia dinh dưỡng không bao giờ mua. Dự trữ thức ăn trong tủ lạnh là một việc rất dễ dàng, nhưng đôi khi nó ảnh hưởng rất nhiều về sức khỏe. Theo báo cáo của thực phẩm được chế biến trực tiếp trong siêu thị và bán ở những khu vực bày bán sẵn rất dễ chứa đầy vi khuẩn vì rất khó để giữ chúng trong tình trạng an toàn sử dụng. Trên thực tế, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã phân loại chúng vào vùng nguy hiểm vì vi khuẩn dễ phát triển hơn, đặc biệt nếu chúng ở trong những thùng chứa quá lâu, hơn 2 tiếng đồng hồ. Trái cây cắt sẵn. Theo Chủ tịch Chương trình An toàn Thực phẩm của Hiệp hội Sức khỏe Môi trường Quốc gia, trong nhiều trường hợp, các biện pháp y tế mà công nhân áp dụng thường không chính xác khi xử lý trái cây. Ông cho biết không có cách nào dễ dàng để biết liệu những thứ này có còn phù hợp để tiêu thụ hay không, chẳng hạn như chúng đã bị thối, ôi thiêu hoặc lên men cho đến khi bạn đem chúng về nhà. Rau trong những túi. Những bịch rau là những nguyên nhân có thể gây ra những đợt bùng phát vi khuẩn E. coli và những vi khuẩn Listeria do thiếu sự minh bạch và truy xuất nguồn gốc ở các cửa hàng. Vì vậy, tốt nhất bạn nên mua những loại rau tươi về nhà và tự rửa và xài. Các loại dưa, dưa gang. Mặc dù nói chung không nên mua trái cây cắt sẵn, nhưng dưa là một trong những loại nguy hiểm nhất vì chúng có bề ngoài không thể làm sạch đúng cách để tiêu diệt mầm bệnh, trong khi độ pH bên trong tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển nhanh chóng. Năm 2011, dưa đỏ là nguyên nhân gây ra đợt bùng phát vi khuẩn Listeria trên toàn quốc, khiến 33 người thiệt mạng và 147 người khác bị mắc bệnh. Các chuyên gia cũng không quên khuyên bạn nên mua thịt hoặc thịt gà tại quầy, thường được gọi là đặc sản. Nhân viên thường rất ít về an toàn thực phẩm, họ không biết tuân theo chính sách nhập trước, xuất trước, họ không biết sản phẩm đến từ đâu hoặc đã ở đó bao lâu. Tránh mua ở những các siêu thị, đó là những cái thức ăn như là thức ăn đã nấu sẵn rồi, bởi vì những cái hộp nhựa đựng những cái thức ăn đó để từ 2 tiếng trở lên thì nó sẽ lên men và nó không đủ độ nóng cũng như độ lạnh và nó sẽ gây lên những cái vi khuẩn đường ruột. Những cái trái cây cắt sẵn trong cái quá trình xử lý để bỏ vào những cái bịch cắt sẵn đó, đôi khi nó sẽ có những cái vi khuẩn, bởi vì trong cái quá trình làm như vậy không ai biết được là những cái trái cây cắt đó nó có được đủ đảm bảo về vệ sinh hay không. Một lần nữa, nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích, vui lòng đăng ký, subscribe, like và share video nha.